Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thanh Hóa. Vừa qua, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ trạm cơ vụ A69 tại khu di tích lịch sử quốc gia Hang Nền Hà thuộc xã Thanh Hóa và kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt Alo Lên Hà. Cùng đi ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hoàng Minh Đề, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ trạm cơ vụ A69, đại đội 9 trung đoàn 134 binh chủng thông tin liên lạc đã hy sinh tại chân núi Lên Hà, xã Thanh Hóa ngày 2 tháng 7 năm 1972. Đồng chí Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng được kiểm tra tiến độ chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt Alo Lên Hà. Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 2 tháng 7 năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh làm tổng đạo diễn và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTC1, QBTV. Chương trình được tổ chức hoành tráng với sự tham gia của trên 300 diễn viên chuyên nghiệp đến từ các đoàn nghệ thuật trong toàn quốc. Đến thời điểm này, các hạng mục như nhà ở, nhà làm việc và một số công trình phục dựng cảnh sinh hoạt của A69, sân khấu ngoài trời đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho đêm diễn vào tối ngày 2 tháng 7 năm 2018 sắp tới. Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã thăm hỏi, động viên và tặng 3 phần quà cho ekip thực hiện chương trình. Đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 81, lữ đoàn 134 và Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hóa, mỗi phần quà trị giá 50 triệu đồng. Ngày 27 tháng 6, đồng chí Hoàng Minh Đề, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt Alo Lên Hà. Các đồng chí lãnh đạo huyện cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã nghe đơn vị thực hiện chương trình báo cáo nhanh về tiến độ triển khai các khâu chuẩn bị như xây dựng bối cảnh sân khấu, công tác tập luyện, dàn dựng chương trình và các phương án đảm bảo khác. Theo đó, đến ngày 27 tháng 6, việc xây dựng sân khấu đã hoàn thành 80% công việc, công tác tập luyện cũng đạt 90% yêu cầu. Đơn vị thực hiện chương trình cũng đã nhận được sự giúp đỡ, phối hợp nhiệt tình từ cấp ủy chính quyền địa phương. Công tác chuẩn bị đang được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo thời gian và yêu cầu về nghệ thuật. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã thăm hỏi, động viên, tặng hoa và quà cho tổng đạo diễn Nguyễn Quang Vinh và ekip thực hiện chương trình. Sáng ngày 28 tháng 6, huyện ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2018. Đồng chí Hoàng Minh Đề, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Lực lượng quân sự, đồn biên phòng luôn duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó trước các tình huống xảy ra. Công an huyện đã điều tra làm rõ 19 vụ trên 31 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 51 triệu đồng. Thu giữ 12,330g heroin và 4,672g methamphetamine và 96,964m3 các loại. Tỷ lệ điều tra án dung 82,6%. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng đã bắt giữ, lập biên bản và xử lý 66 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 84,948m3, nộp vào kho bạc nhà nước trên 924 triệu đồng. Công tác thực thi quyền hành tố tụng và kiểm soát các hoạt động tư pháp được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ giải quyết án đạt cao. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định. 6 tháng đầu năm, huyện đã tiếp 52 lượt, có 77 công dân đến phản ánh, kiến nghị, đã tiếp nhận xử lý 55 đơn. Cấp ủy đảng chính quyền các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, có phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy lưu ý một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới, đó là tăng cường tuyên truyền các chính sách pháp luật về tình hình tôn giáo, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản trên địa bàn, tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng, tập trung chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018,
bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, nhất là việc đảm bảo an toàn cho sự kiện Alolanha Hà sắp diễn ra tại xã Thanh Hóa. Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân thị trấn Đồng Lê để tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tham dự có đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại buổi đối thoại trực tiếp với người dân, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã lắng nghe những vấn đề còn vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn thị trấn. Qua đối thoại, người dân đã bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng của mình một cách dân chủ, thẳng thắn trước các vấn đề về đất đai, đường giao thông nội thị, nước sạch, hệ thống thoát nước, việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, vân vân. Những vấn đề mà người dân phản ánh đã được chính quyền thị trấn, phòng tài nguyên môi trường, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trả lời làm rõ ngay tại buổi đối thoại, được người dân đồng thuận đánh giá cao. Đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, khẳng định những băn khoăn của người dân về đất ở, đất khuôn viên nhà văn hóa tiểu khu huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân thị trấn kiểm tra xem xét giải quyết phù hợp. Về vấn đề bảo vệ môi trường, đồng chí lưu ý cần có sự phối hợp của người dân trong việc thu gom rác thải ở các khu dân cư. Thị trấn cần tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân trên địa bàn về vấn đề này. Qua buổi đối thoại đã giúp cho lãnh đạo huyện Tuyên Hóa nắm được những tâm tư, nguyện vọng của người dân thị trấn, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong nhân dân và định hướng đúng cho người dân, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 27 tháng 6, Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lý Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Cao Xuân Tín, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã tích cực bám sát cơ sở, tăng cường chỉ đạo đôn đốc các địa phương thực hiện tốt việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020. Đề án phát triển đàn bò lai giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020. Từ đầu năm đến nay, đã bê tông hóa được 4,7 km đường liên thôn, 2,4 km đường nội thôn, 0,8 km đường nội đồng và cấp phối được 2,6 km đường nội đồng. Bên cạnh đó, đã huy động được cả nguồn lực để thực hiện chương trình với số vốn đầu tư phát triển sự nghiệp trên 46 triệu đồng. Theo kết quả rà soát, toàn huyện hiện có 238 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 5 tiêu chí so với năm 2017. Đến nay, đạt 12,53 tiêu chí trên một xã. Có 15 xã đạt từ 10 đến 19 tiêu chí, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Châu Hóa, Mai Hóa và xã Văn Hóa. 4 xã đạt dưới 9 tiêu chí. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề còn vướng mắc khó khăn ở một số tiêu chí như tiêu chí hộ nghèo, môi trường, xây dựng cơ bản. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các địa phương ra soát lại các tiêu chí để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, đẩy nhanh các tiêu chí sắp hoàn thành, tăng cường đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm đến công tác giáo dục, tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập trung giúp đỡ xã Thiện Hòa cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Huy động và lồng ghép cả nguồn lực để đầu tư tăng trưởng cơ sở vật chất, giáo dục, y tế, quan tâm đến tiêu chí môi trường, thu nhập, hộ nghèo, tiêu chí an ninh trật tự, vân vân. Ngày 25 tháng 6, cùng với các thí sinh trong cả nước, cả tỉnh, các em học sinh huyện Tuyên Hóa đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm nay, toàn huyện Tuyên Hóa có 1098 thí sinh tham gia dự thi tại 4 hội đồng thi, gồm Trường Trung học Phổ thông Tuyên Hóa, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Bắc Sơn, Trung học Phổ thông Phan Bội Châu, Trung học Phổ thông Lê Trực. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6, thí sinh tham gia 5 môn thi, ngữ văn, toán, ngoại ngữ, tổ hợp các môn khoa học tự nhiên và tổ hợp các môn khoa học xã hội. Trong ngày thi đầu tiên, 25 tháng 6, các thí sinh lần lượt trải qua bài thi ngữ văn vào buổi sáng và toán vào buổi chiều. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt, các hội đồng thi trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để phục vụ tốt cho kỳ thi.
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa cũng đã bố trí các lực lượng công an, y tế phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, đảm bảo kỳ thi diễn ra thật sự an toàn, nghiêm túc và chất lượng. Theo ghi nhận của phóng viên tại hội đồng thi trường trung học phổ thông Tuyên Hóa trong buổi sáng ngày 25 tháng 6, không khí bên ngoài phòng thi hết sức nghiêm túc, địa điểm thi được bảo vệ nghiêm ngặt. Tại các phòng thi, quá trình làm thủ tục thi được thực hiện theo đúng trình tự và đảm bảo quy định. Hầu hết thí sinh tham gia dự thi đều có tâm lý khá thoải mái và tự tin bước vào làm bài môn thi đầu tiên. Vừa qua, tại thị trấn Ông Lê, nhà hát kịch nói quân đội tổ chức vở diễn Ngọn đèn rực rỡ phục vụ cho cán bộ nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Tuyên Hóa. Tham dự có đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Vở kịch nói Ngọn đèn rực rỡ của tác giả cố nhạc sĩ nhà viết kịch Trương Minh Phương, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng, biên tập Nguyễn Thị Hồng Vân. Nội dung của vở kịch Ngọn đèn rực rỡ có nhân vật chính là Mã Tư, bà mẹ Việt Nam anh hùng, có chồng và con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng gạt đi nước mắt vì mất mát người thân, Mã Tư vẫn hiên ngang kiên cường tích cực các phong trào cách mạng. Hòa bình lập lại, ngôi nhà của Mã Tư nằm trong diện quy hoạch cần giải phóng mặt bằng để xây dựng khu chế xuất do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Cán bộ muốn Mã Tư chuyển đến một ngôi nhà tình nghĩa khác để ở do chủ đầu tư xây dựng. Bằng linh cảm nhạy bén của một chiến sĩ cách mạng, Mã Tư đã vạch trần được âm mưu của các thế lực thù địch muốn lợi dụng làm ăn kinh tế nhằm phá hoại những thành tích hào hùng của nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với nội dung đề tài đầy nhân văn và nhiều chi tiết gây xúc động cho người xem, Ngọn đèn rực rỡ đã khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc về những hy sinh mất mát to lớn của lực cha anh đã đổ xương máu để mang lại hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Buổi biểu diễn đã thu hút đông đảo cán bộ nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà đến xem và cổ vũ. Ngày 26 tháng 6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, khóa 18 cho 60 cán bộ giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện năm 2018. Tham dự có đồng chí Trần Quang Hiếu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an huyện, đồng chí Bùi Công Hợi, Ủy viên Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy cơ sở huyện, đồng chí Hồ Vũ Thường, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018, các học viên sẽ được tiếp thu 7 chuyên đề gồm: đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch đối với Việt Nam, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh quốc gia. Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng thị trấn quốc phòng toàn dân gắn với thị trấn an ninh nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương. Kết thúc khóa học, ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ cho các học viên. Ngày 28 tháng 6, Ban Chỉ đạo 1237 huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng lập bản đồ tìm kiếm, quy hoạch hài cốt liệt sĩ cho các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự, công chức phụ trách văn hóa xã hội, trưởng thôn, bản, tiểu khu của 20 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Tham dự có đồng chí Đại tá Trần Như Ý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, đại diện các phòng ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung liên quan đến hướng dẫn công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn, công tác thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa, nội dung, quy trình lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hướng dẫn kê khai phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thông qua lớp tập huấn nhằm hỗ trợ định hướng cho các học viên trong việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời qua đó nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ phụ trách tại cơ sở trong việc nghiên cứu, nắm chắc nội dung, quy trình các bước tổ chức thực hiện, làm cơ sở cho việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương. Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu các học viên nêu cao vai trò, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung, quy trình các bước tổ chức thực hiện, làm cơ sở cho việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương, góp phần đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện.
Ngày 26 tháng 6, cơ quan Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Tuyên Minh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018. Tại buổi tập huấn, 30 học viên là cán bộ nhân viên của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện được giảng viên đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Tuyên Minh thông tin về tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Tuyên Hóa nói riêng. Đồng thời truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy như vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, một số kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, phương pháp xây dựng và thực tập chữa cháy, cách bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên được tham gia phần thực hành ở ngoài trời về các phương án xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ, kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy, cách giải vòi, nối vòi và các tư thế cầm vòi chữa cháy. Đặc biệt, được phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Tuyên Minh thực tập phương án chữa cháy. Thông qua lớp tập huấn, các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, từ đó vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, chủ động tham mưu với đơn vị mình xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp, tránh những trường hợp hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản. Ủy ban nhân dân xã Văn Hóa vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Đây là một trong 4 đơn vị của huyện Tuyên Hóa được chọn làm điểm triển khai mô hình. Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy. Mô hình dân vận chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ được xây dựng nhằm mục đích đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trên tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Từng bước nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực hiện công tác dân vận của các ban, ngành và cán bộ công chức xã Văn Hóa, góp phần từng bước làm chuyển đổi mạnh mẽ chính quyền thân thiện, gần dân và thực sự là của dân, do dân và vì dân. Mô hình này tập trung vào các nội dung quan trọng như rà soát, cải tiến và nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính, chính quyền quan tâm, lắng nghe, chia sẻ về các vấn đề bức xúc, nguyện vọng của nhân dân, tạo mọi điều kiện để nhân dân, tổ chức và cá nhân được tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền thông qua việc góp ý, phản ánh các vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, theo quy đúng quy định, kịp thời, nhanh chóng các đơn thư khiếu nại tố cáo, các khiếu nại của nhân dân, tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác quản lý nhà nước của chính quyền, thực hiện tốt văn minh công sở, có thái độ phong cách làm việc dân chủ, lịch sự khi tiếp xúc với nhân dân, vân vân. Tại buổi lễ, bên cạnh việc ra mắt mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, Ủy ban nhân dân xã Văn Hóa còn lồng ghép xây dựng và ký cam kết thực hiện mô hình dân vận khéo ở các bộ phận như mô hình văn minh công sở của bộ phận giao dịch một cửa, mô hình nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn của các thôn trên địa bàn xã. Vừa qua, đoàn xã Đông Hóa phối hợp với chi đoàn bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 năm 2018, với các nội dung phần việc cụ thể như chủ động đảm bảo xây dựng, tu sửa các trục đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi, tiếp tục triển khai chương trình thắp sáng đường quê, thắp sáng ước mơ tuổi trẻ, công tác vệ sinh môi trường, hỗ trợ tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, duy trì hoạt động ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, triển khai chương trình tiếp sức đến trường, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, vân vân. Dịp này, đoàn xã Đông Hóa đã trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập, đồng thời chỉ đạo các chi đoàn cơ sở ra quân tình nguyện với những phần việc cụ thể, thiết thực nhằm góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương. Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên đã tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải tại các trung tâm chính, khu vực công cộng của xã. Đồng thời phù hợp với chi đoàn bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, thi công lắp đặt công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại xóm 1, thôn Đồng Phú. Công trình có chiều dài trên 600m với 14 cụm bóng đèn. Tổng kinh phí gần 6 triệu đồng do bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa tài trợ. Vừa qua, tại trụ sở xã Nam Hóa, tổ sáng lập viên đã tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã Tiền Phong, xã Nam Hóa.
Hợp tác xã Tiền Phong xã Nam Hòa có 17 thành viên, vốn điều lệ 550 triệu đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổng hợp, nông lâm nghiệp và xây dựng. Hợp tác xã được thành lập với mục tiêu hoạt động hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống cho các thành viên. Hợp tác xã sẽ liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, nhà phân phối, các cơ sở sản xuất để cung cấp dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng có chất lượng cao, giảm giá thành và bao tiêu sản phẩm để sản xuất đồng loạt, giảm chi phí, tăng giá thành sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các thành viên trong hợp tác xã và các hộ sản xuất khác trong địa phương. Hội nghị đã thông qua dự thảo phương án sản xuất kinh doanh và điều lệ hợp tác xã, bầu ra hội đồng quản trị hợp tác xã gồm 3 thành viên. Ông Nguyễn Khắc Nhâm được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã. Hội nghị cũng đã bầu kiểm soát viên và chỉ định các chức danh kế toán, thủ quỹ. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Hóa tổ chức ra mắt mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông tại hộ gia đình tại chi hội phụ nữ thôn 3, xã Thanh Hóa. Thôn 3 xã Thanh Hóa hiện có 181 hộ, 654 nhân khẩu, trong đó chi hội phụ nữ có 70 hội viên. Trong những năm qua, các hội viên luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Bà con trong thôn luôn hăng hái tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thanh Hóa nói chung và thôn 3 nói riêng còn nhiều bất cập. Nhiều người dân chưa ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nên còn vứt rác bừa bãi, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn sinh hoạt và vệ sinh trong khu dân cư. Trước tình hình đó, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của chị em phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Hóa chọn chi hội phụ nữ thôn 3 tiến hành làm mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông tại hộ gia đình. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã thông qua quyết định thành lập mô hình, quyết định thành lập ban chỉ đạo, tiểu ban thực hiện mô hình, giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Hội nghị cũng đã thông qua quy chế làm việc, tiêu chí thực hiện mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông tại hộ gia đình. Đồng thời, các hội viên đã ký cam kết thực hiện đúng quy định về phân loại rác và xử lý rác thải tại nhà, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngay sau lễ ra mắt mô hình, bà con nhân dân thôn 3 xã Thanh Hóa đã ra quân thu gom rác thải sinh hoạt, làm vệ sinh phong quang đường làng ngõ xóm trong thôn. Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2018 và chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Hóa tổ chức các chương trình hoạt động tại bản Cà Sen, xã Thanh Hóa. Tham dự có đồng chí Phạm Xuân Kỳ, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Tại hội nghị, các hội viên đã được tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, truyền đạt những kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm, tư vấn các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng phụ gia thực phẩm, cách lựa chọn thực phẩm an toàn, cách bảo quản và chế biến thực phẩm, vân vân. Thông qua buổi tuyên truyền, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ được trang bị những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó thay đổi hành vi thực hiện an toàn thực phẩm để phòng ngừa, hạn chế ngộ độc thực phẩm xảy ra trong gia đình và ngoài cộng đồng xã hội. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Hóa, Phong Hóa, Đức Hóa và Phụ nữ Công An đã trao tặng con giống và một số phần quà cho hội viên phụ nữ tại bản Cà Sen, xã Thanh Hóa. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Hóa đã tổ chức hội thi nấu ăn, bữa cơm gia đình cho hội viên phụ nữ dân tộc bản Cà Sen nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Tham dự hội thi có 5 đội, mỗi đội thi thực hiện chế biến một mâm cơm với đơn giá tối đa là 350.000 đồng cho 6 người ăn, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, nguyên liệu chế biến phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian cho mỗi đội là 120 phút. Hội thi là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực cho chị em phụ nữ nói chung, nhất là chị em đồng bào dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết, tạo không khí vui tươi sôi nổi trong dân bản. Với chủ đề bữa cơm gia đình, sau 120 phút trổ tài dưới những bàn tay khéo léo, mâm cơm gia đình mang đậm nét truyền thống đã được 5 đội thi trình bày khéo léo, đẹp mắt, đa dạng về món ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho các đội về tham dự. Tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tuần, từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tuyên Hóa đã tăng cường thực hiện các mặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ va chạm, tai nạn trên địa bàn. Kết quả công tác, đối với công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tổ chức 6 ca tuần tra kiểm soát, có 23 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Phát hiện và xử lý 17 trường hợp vi phạm, trong đó có 6 trường hợp ô tô, 11 trường hợp mô tô.
lập biên bản vi phạm 17 trường hợp, tạm giữ phương tiện 11 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 6 trường hợp. Dự kiến số tiền xử phạt theo biên bản đã lập 20.300.000 đồng. Đối với công tác xử lý vi phạm, ra quyết định xử phạt 15 trường hợp, trong đó có 1 ô tô, 14 mô tô. Thu vào ngân sách nhà nước 8.400.000 đồng. Trả lại giấy tờ tạm giữ 3 trường hợp. Trả lại phương tiện 8 trường hợp. Giao xe 4 trường hợp. Tự quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 trường hợp. Phó trưởng công an huyện, Trung tá Võ Thanh Bình. Thưa quý vị và các bạn, Alo Liên Hà là chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại di tích lịch sử quốc gia Hang Liên Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa vào tối ngày 2 tháng 7 năm 2018. Đến thời điểm này, các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra để chương trình nghệ thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Trạm cơ vụ A69 đóng tại Hang Liên Hà ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa có vị trí cực kỳ quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với nhiệm vụ đảm bảo thông tin từ Hà Nội đến đường chính Nam Lào, là nơi dự trữ vũ khí trang bị, lương thực thực phẩm, quân trang quân dụng, phục vụ cho chiến trường miền Nam, thường xuyên là trọng điểm bị địch tập trung đánh phá ác liệt. Vào ngày 2 tháng 7 năm 1972, trong lúc đang làm nhiệm vụ, 13 cán bộ chiến sĩ trạm cơ vụ A69 đã anh dũng hy sinh. Chương trình nghệ thuật Alo Liên Hà được thực hiện nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ trạm cơ vụ A69, đại đội 9 trung đoàn 134 binh chủng thông tin liên lạc đã ngã xuống hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ mạch máu thông tin liên lạc thông suốt kịp thời, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh làm tổng đạo diễn. Cái thứ nhất là ngoài cái việc tri ân liệt sĩ hiển nhiên rồi, và đây là một cái địa chỉ xứng đáng để tri ân, để ghi ơn. Không những tri ân ghi ơn các liệt sĩ ở Liên Hà, mà tri ân và ghi ơn bà con nhân dân ở xã Thanh Hóa nói riêng và bà con nhân dân tỉnh Quảng Bình nói chung trong những cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cái thứ hai nữa là cũng phải làm thế nào đấy để địa chỉ di tích quốc gia Liên Hà phải trở thành một địa chỉ du lịch tâm linh. Muốn thế thì công tác truyền thông phải rất mạnh mẽ, mà công tác truyền thông không có gì tốt hơn là bằng những chương trình nghệ thuật làm hết sức chỉnh chu và chuyên nghiệp để thu hút được khán giả truyền hình, thu hút được khán giả cả nước, trong nước và quốc tế để họ biết đến một cái địa chỉ như thế này. Và tôi hy vọng rằng sau những cái chương trình như thế này, cùng với những chương trình trước đấy, thì di tích Liên Hà sẽ là một cái địa chỉ tâm linh quan trọng, không chỉ cho huyện Tuyên Hóa, cho tỉnh Quảng Bình, mà hơn thế còn là một cái di tích, một cái địa chỉ du lịch tâm linh cho cả nước mình. Chương trình nghệ thuật Alo Liên Hà được dàn dựng bối cảnh sân khấu gần chặt với thực cảnh của di tích quốc gia Hang Liên Hà, là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ chiến sĩ bộ đội thông tin thuộc trạm thông tin A69. Chương trình được dàn dựng gần với cách làm phim điện ảnh, tạo tính chân thực, xúc động và ấn tượng cho khán giả. Với những thủ pháp nghệ thuật mang nhiều thông điệp nhân văn để kể về chiến tranh, để tri ân những anh hùng liệt sĩ, những câu chuyện xúc động về những người lính thông tin một thời mưa bom, bão đạn. Kể về người dân Quảng Bình chịu thương chịu khó, đùm bọc chở che bộ đội. Alo Liên Hà sẽ là chương trình nghệ thuật đặc biệt, hoành tráng, với sự tham gia của hơn 300 diễn viên chuyên nghiệp đến từ các nhà hát lớn trên toàn quốc. Riêng em là một con người trẻ, với cả là riêng em là quân nhân nữa, cho nên em cảm thấy rất là tự hào khi mà được góp sức của mình trong Alo Liên Hà. Và khi đến đây thì bọn em được hiểu rõ hơn, hiểu rất là thực tế về cuộc sống của các cô, rất là vất vả, rất là đến bây giờ thì gọi là rất là xúc động. Thời tiết ở Quảng Bình thì mọi người biết rồi là rất là khắc nghiệt ạ. Và địa hình thì nó sẽ không được tốt. Và kể cả dựng cái Hang Liên Hà thì sẽ dựng lại kể cả đường đi các thứ nó là chân thật nhất, cho nên là cũng khó khăn cho diễn viên. Nhưng mà bọn em cảm thấy rất là tự hào, cho nên là sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những ngày này, không khí chuẩn bị của nhân dân trên dọc tuyến đường đến khu di tích lịch sử quốc gia Hang Liên Hà, xã Thanh Hóa đã rộn ràng. Các ngành chức năng của huyện, tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, bố trí thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh trên địa bàn.
bố trí nơi để xe, lực lượng trong xe cho đại biểu và nhân dân đến dự và các điều kiện khác để phục vụ chương trình nghệ thuật. Cùng với sự phân công và phối hợp thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan sẽ góp phần để chương trình nghệ thuật diễn ra tại khu di tích lịch sử quốc gia Lên Hà đảm bảo an toàn, hiệu quả. Với đảng chính quyền địa phương cũng rất vinh dự và tự hào với là cái khu di tích lịch sử. Bên cạnh đó thì đảng ủy, ủy ban dân, các ban ngành đã phối hợp cùng với là đoàn để tổ chức. Thứ nhất là cái công tác đẩy mạnh về cái công tác tuyên truyền. Hai là rồi cùng là đơn vị để rồi là tham gia một số cái hạng mục. Trong đó là đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự. Rồi là một số cái nội dung có liên quan đến là vật dụng dụng cụ để góp phần là vào cái là chương trình hoàn thành là tại là hàng Lên Hà để đảm bảo là được là tốt đẹp như là đã đi ra. Đến thời điểm này, các hạng mục như nhà ở, nhà làm việc và một số công trình phục dựng cảnh sinh hoạt của A69, sân khấu ngoài trời đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho đêm diễn vào tối ngày 2 tháng 7 sắp tới. Việc tổ chức trang trí khánh tiết, sân khấu và các điều kiện về âm thanh ánh sáng phục vụ công tác tổ chức chương trình đã được chuẩn bị đầy đủ. Tham gia luyện tập trực tiếp tại khu di tích Lên Hà, diễn viên của các đoàn nghệ thuật rất tự hào, xúc động khi được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật hết sức ý nghĩa lần này. Tuy thời gian luyện tập liên tục và khá vất vả, song ekip của chương trình luôn cố gắng, nỗ lực luyện tập nhuần nhuyễn, chuẩn bị kỹ về nội dung các tiết mục để góp phần vào sự thành công cho chương trình. Hiện nay thì là tất cả các cái bối cảnh là tương đối gần xong, đang bắt đầu vào giai đoạn là hoàn thiện màu sắc cho nó phù hợp chung với cái bối cảnh. Cái này nó có một cái khó là phải dựng lại cái bối cảnh gần như là hiện thực của ngày ấy. Nó tiệm cận được với thực tế. Tuy nhiên là không thể tuyệt đối được, nhưng mà ít nhất thì khán giả cũng nhìn thấy được một cái bối cảnh của thời Lên Hà cách đây 46 năm. Tiến độ tập thì là hiện nay thì nó có một cái khó khăn cho tổng đạo diễn là các cái diễn viên của các nhà hát là do nhiều công việc chồng chéo cho nên đến không được một lúc. Vì thế cho nên việc tập rất khó khăn. Lên kế hoạch tập rất khó khăn, mà ngày biểu diễn thì sắp tới rồi. Tuy nhiên là có lẽ là do cái sự linh thiêng của một vùng đất, do ý nghĩa của chương trình và do cái sự hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ đã thúc đẩy cho toàn bộ ekip và các diễn viên đã có một cái quyết tâm rất cao và tiếp nhận kịch bản, tiếp nhận đường tuyến, tiếp nhận cái cách biểu diễn nhanh chóng và có hiệu quả. 46 năm trôi qua, những chiến công, thành tích và sự hy sinh anh dũng của cán bộ chiến sĩ trạm cơ vụ A69 mãi mãi in đậm trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Hang Lên Hà đã thấm đẫm máu, mồ hôi và nước mắt của cán bộ chiến sĩ trạm cơ vụ A69 thuộc đại đội 9 trung đoàn 134 bộ tư lệnh thông tin liên lạc. Chương trình nghệ thuật Alo Lên Hà được dàn dựng quy mô kể về những người lính A69. Đây là dịp để tri ân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành đối với 13 cán bộ chiến sĩ thông tin đã không tiếc máu xương vì nền độc lập tự do của quê hương, đất nước. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn xem lại tại trang web truyenhinhtuyenhoa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.